Mình sẽ giới thiệu với mọi người cái con Power hàng khủng nhất của thằng Dell. Nó là Power T640. Nó hỗ trợ hai bộ xử lý scalable Intel, mỗi bộ xử lý 28 core, hai CPU là 56 core. Bộ nhớ RAM là 3T, 24K gắn RAM. Ổ cứng thì cái này nó hỗ trợ tới 16 ổ cứng 2.5 inch, tốc độ cao. Hỗ trợ lên tới hai nguồn điện lên 750W và lên tới 1400W luôn. Nó sẽ hỗ trợ cái này, nó chạy hiệu năng rất là tốt cho sử dụng cái những cái cặp màn hình, như là hỗ trợ lên 4 cặp màn hình công suất 300W cả. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ về phía trước của cái này. Đây là cái Dell EMC và phía trước cùng những cái cổng giao tiếp USB, Type-C, DVD. Đây là những cái có thể hút gió, và đây là 16 ổ cứng 2.5 inch. Những cái dòng mà máy chủ mà chạy ổ cứng 2.5 inch thì người ta liên tưởng đến tốc độ cao, thì bởi vì nó sẽ quay 10.000 đến 15.000 và sử dụng ổ SSD này kia rất là khủng. Còn những ổ cứng 3.5 inch thì người ta thiên về là lưu trữ, tại dung lượng rất là lớn, nhưng mà 3.5 inch thì cái tốc độ nó sẽ thấp, nó giới hạn ở 7.200 vòng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái máy ra, mình xem phía trong cái máy này. Thì cái máy này nó có hai cái, đây là hai cái fan. Ngày trước thì nó cơ chế fan nó nằm phía trước là 4 fan, nhưng mà sau này thì tất cả Dell và HP hay là nó đều đưa fan ra phía sau là 2 fan. Vì không, mình sẽ rút ra fan, fan hot lúc nha. Mình tháo ra mình kiểm tra cái trung tâm đầu não của nó. Tháo ra thì tất cả những cái dòng server thì Dell này đều là không có xài ốc vít. Đây là bộ xử lý, trung tâm đầu não là bộ xử lý, hai bộ xử lý Intel. Mỗi bộ xử lý này hỗ trợ lên tới 28 core nha. Intel là 28 core là maximum. Hai CPU là lên tới 56 core, 24K gắn RAM lên tới 3T. Bớt băng thông của RAM bây giờ lên tới 2933, tốc độ cao nhất bây giờ. Rồi phía xong đây là mình sẽ tìm hiểu thêm là cái controller. Nó sử dụng cái controller mặc định là H730P, có 2 két ở trong đó. Đây, cặc rời nha, tất cả các ổ cứng nó điều khiển bằng cái này, 16 ổ cứng điều khiển bằng cái này. Rồi phía đây là sử dụng cái, nó có 4 khe, 1, 2, 3, 4. Tính năng rất là hay của cái thằng quật tay sợ ấy, cái thằng máy chủ này nó có 4 khe PCSS hỗ trợ lên 4 cạc màn hình, có thể sử dụng VDI hoặc là ảo hóa hay là các tính năng thiết kế đồ họa hay là tính toán thiết kế thì có thể sử dụng con này. 4 cạc màn hình, hỗ trợ 4 cạc màn hình. Còn các khe này, các khe 8X này thì có thể hỗ trợ các dòng giống như cạc mạng, cạc quang và những cái cạc giao tiếp khác. Rồi mình nhìn về cái main thì cái main nó rất là nhiều chipset. Thì trong các dòng server thì mình thấy là thằng Dell này nó rất là cứng. Nó cứng. Đây là chipset đây. Rất là cứng. Nhìn tụ điện này rất là cứng, không có chỗ lỏng lẻo giống như hàng. Phía đây thì cái bo đây là bo kit. Cái bo kit này nó hỗ trợ 16 ổ cứng này. Rồi nhìn chung là cái máy này cũng rồi, bây giờ mình sẽ mở ra phía sau. Phía sau này hỗ trợ hai nguồn rì nên đơn. Hai nguồn rì nên đơn là sao, là khi mà máy này lúc nào cũng hoạt động liên tục, hai sợi dây nguồn cắm vô đây để khi một cái nguồn mà mình chết thì mọi người có thể tháo cái nguồn này ra thay cái nguồn khác, là máy xeo vẫn hoạt động liên tục bình thường. Hai cổng hỗ trợ hai cổng 10G, đặc biệt con này là hỗ trợ 10G, tiên phong là đi theo 10G, hệ thống mạng 10G. Nó sẽ không tương thích với cái hệ thống 100M nữa đâu nha, chỉ có 1 lít đến 10 lít nó tương thích với nhau thôi. 6 cổng USB và một cái cổng iRack. iRack này Ethernet, thì đối với cổng iRack này trên con server này rất là tiện lợi, thì người IT người ta có thể ở bất kỳ nơi đâu người ta sẽ kiểm soát con máy này và cả một cái hệ thống máy chủ hàng chục hàng trăm con thông qua một cái iRack và cái phần mềm quản lý của Dell. Một Vega, đây là các khe mở rộng. Đây là cái cổng COM dành cho công nghiệp. Thì cái cổng COM này nó là truyền thống công nghiệp rồi. Thì mình sẽ
nói sơ qua về cái tính năng đặc biệt của con này tổng kết. Thì cái con này là cái con mà nó mang lại cái hiệu quả rất là cao và đáp ứng được gần như tất cả những cái ứng dụng mà mạnh và mới nhất hiện nay. Có thể sử dụng chạy file server, web server, mail server, ảo hóa và sử dụng chạy được cả VDI, đồ họa, tính toán. Ok. Rồi ok.